Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Story của mình đây các bạn. Ok, thì đây chính là Nobita các bạn ha. Nobita, Giant, Doraemon và Seiko đang ở đồn cảnh sát các bạn. Đang ở đồn cảnh sát Beaverbus. Thì tụi mình đang báo cảnh sát về việc là hai cái thằng Bang Bang các bạn đã bắt cóc Doremi của mình các bạn nha. Nhưng mà mấy cái thằng ở trong đây thì nó cũng tin là có hai nhân vật Bang Bang các bạn. Tụi nó chỉ nói hai nhân vật đó là hai nhân vật diễn tưởng xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình, các bộ game rồi các kiểu. Chứ nó không tin là hai con Bang Bang đó xuất hiện thiệt ở trong thành phố. Cho nên tụi mình bây giờ đang rất là tuyệt vọng. Tại vì không biết tìm ai để giúp đỡ tụi mình để có thể là giải cứu được Doremi các bạn ha. Đây nè, chính là cái bà cảnh sát này các bạn. Bà nói tụi mình đi về đi, tụi mình là con nít, tụi mình không có biết gì hết, tại sao lại dám báo cáo là Bang Bang gì các kiểu ở đây. Thật là đáng ghét mà các bạn. Đấy, người ta bị bắt cóc thiệt, người ta lại người ta báo này không giải quyết cho người ta. Đứng đây cầm cái ống dòm 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 gì bên kia không biết nữa bà nội. Dòm gì cha? Đây đồi núi không à má? Chả hiểu nổi luôn các bạn. Cho nên bây giờ tụi mình đi về nhà thôi chứ sao giờ. Rồi ok, cảm mọi người lên xe thôi. Thì hiện bây giờ Suka nó đang ở nhà các bạn ha. Tại vì tụi mình nó tính đi là bốn thằng ở đây để báo cảnh sát thôi các bạn ơi. Còn Suka thì nó con gái nó không thích đi theo làm bãi vụ này ha. Cho nên thì tụi mình để nó ở nhà. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nè. Đi về để bạn với lại Suka xem thử coi đường nào để cứu được Doremi các bạn ha. Chứ bây giờ Doremi vừa bắt dậy tụi mình không biết có làm sao nữa. Tại vì con Bang Bang ấy các bạn nó quá mạnh đi. Cho nên thì hả, Nobita, Doraemon, Giant với lại Seiko thì nó cũng bỏ tay ấy các bạn. Tại vì ở đây là lần đầu tiên tụi nó gặp được mấy con Bang Bang giống như vậy. Tụi nó không biết mấy con này như thế nào nữa, cho nên cũng chưa biết cách đối phó ha. Rồi ok. Đấy, ngày hôm nay thì mình đi con xe Kumura các bạn ơi. Con xe thì cũng khá là quen thuộc rồi các bạn ha. Con xe được gia cố một lớp armor các bạn. Chống đạn rồi chống cái kiểu rất là tốt ha. Rồi ok, đi vào thôi các bạn ơi. Suka ơi, bạn có nhà không nha Suka? Thì tất nhiên nó phải ở nhà chứ đâu luôn các bạn. Thằng Seiko mỏ nhọn này đáng chạy mà đứng ngay đó đụng té là đúng rồi, đừng nói gì nha. Suka, Suka ơi. Ủa, Suka đóng mất tiêu rồi. Mình kêu ở nhà đợi tụi mình mà không được đi đâu. Tại vì ở trong cái thời điểm bây giờ không nên đi ra khỏi nhà hoặc là đi riêng lẻ các bạn ha. Nếu như mà đi riêng lẻ thì rất là dễ bị mấy con Bang Bang đó nó tấn công tụi mình đó các bạn. Tại vì tụi mình cũng đã có đụng chạm với nó rồi mà. Cho nên là mình dặn Suka là chỉ ở nhà thôi. Chỉ ở nhà duy nhất thôi, không được đi đâu hết á. Suka, bạn đâu rồi hả Suka? Uầy, Suka đâu mất tiêu rồi? Mình dặn là duy nhất ở nhà mà, không được đi đâu mà sao kỳ vậy? Đâu, để mình gọi cho Suka xem thử tình hình coi sao các bạn. Uầy, sao Suka nó không trả lời, nó không nói tụi mình tiếng nào vậy? Uầy, có khi nào á Suka bị á cái thằng Bang Bang đỏ kia bắt rồi không các bạn? Uầy, cũng có thể lắm nha. Cũng có thể là bị cái thằng Bang Bang đỏ nó bắt lắm rồi đó nha. Trời ơi, tụi mình nó thật là ngu ngốc khi mà để Suka ở nhà mình vậy hết các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ không rõ là Suka bị bắt thiệt hay là nó đang đi đâu rồi hay sao á. Tụi mình cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi tìm nó thôi các bạn ơi. Bây giờ xin lỗi trai nhiều nha. Tại tụi em giờ đang rất là gấp luôn á. Cho nên thì cho dù có gì chăng nữa thì anh trai cũng được giận em nha. Ok, bây giờ á chắc mình á phải lên ngay chỗ sân bay này các bạn. Rồi á mình đi mướn chiếc máy bay á ở chỗ sân bay đó. Rồi sau đó mình sẽ bay vòng 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 á các bạn ha. Để mình kiếm á Suka các bạn ơi. Trời ơi, Doremi bị bắt cóc, bị mất tích. Tụi mình á còn chưa xử lý xong, bây giờ á còn dính qua thêm bé Suka nữa. Ơi, thật là tuyệt vọng quá đi mà. Nhưng mà không sao, chuyện gì khó thì có Nobita ta đây các bạn ha. Mặc dù á Nobita nó hơi ngò các bạn ơi, nói thẳng là nó hơi ngu á, nhưng mà cũng có ở đó là Doraemon tới từ tương lai với lại những người bạn của mình, đó chính là Giant và Seiko đó ha.
Cho nên thì một mình Nobita ngu chứ không có thể thành vấn đề đó các bạn. Trời ơi, cái ý kiến mà để hả Suka nói ở nhà đó chính là ý kiến của hàng Nobita đó các bạn. Nó kiểu đi báo cảnh sát thì con gái theo làm gì, ở nhà đi ha, để cho bốn thằng con trai đi được rồi. Nhưng mà cũng đúng mà, đúng không các bạn? Không ngờ chính quyết định đó của Nobita đã làm cho hả Suka bây giờ á, một là bị mất tích, hai á, là bị bắt cóc, còn ngoài ra không có khả năng thứ ba ha. Tại vì Nobita và những người bạn á đã dặn Suka ở nhà 100% là tuyệt đối không được đi đâu rồi. Còn khả năng thứ ba thì chắc có lẽ là bị cái gì rồi sao á, mình không biết nữa. Bây giờ á là phải đi tìm thôi chứ sao các bạn. Nhưng mà muốn đi tìm á, tại vì thành phố này rất là rộng các bạn ha, San Andreas và lại Los Santos này rất là rộng, cho nên nếu như mà mình có một chiếc máy bay á để mình đi tìm á thì nó sẽ ok hơn các bạn ơi. Mình sẽ bao quát được thành phố hơn, tại vì trên máy bay á nó cũng có GPS này, rồi nó cũng có các máy quang phổ học để mình có thể là tìm được nhiệt, rồi với lại tìm được vị trí các kiểu ha. Mình không biết bây giờ điện thoại của Suka nó có bật GPS hay không nữa, nhưng mà gọi thì tỏi te rồi. Trời ơi, các bạn thấy mình chạy ghê không? Mình chạy ở trăm mấy không á. Tại vì con gì vậy? Trời ơi, tai nạn liên hoàn trên cao tốc. Anh trai chạy xe gì kỳ vậy? Sao tự nhiên con xe nằm ngang giữa cao tốc vậy? Trời ơi, còn đang xuống cầu nữa các bạn. Nếu như cái này mà gặp ở ngoài đời á, nó sẽ là một tai nạn kinh hoàng các bạn ha. Tại vì lúc xuống dốc thì tốc độ nó không thể nào mà thắng nghe được. Nó sẽ bị giống như là thắng mà bị trôi tự do luôn vậy đó. Yeah. Trời ơi, cái làn đường mà bị hả đụng bể luôn rồi các bạn. Biết được là ngày hôm nay nó chạy xe như thế nào ấy ha. Thường mấy cái lane nó sẽ có mấy cái thùng nhựa để khi mà các bạn mà lỡ con va vào thì nó cũng sẽ đỡ được rất là nhiều lực. Còn mà không có, khi các bạn đụng vào thì nó giống như là một cửa tử vậy á. Nó rất là cứng, nó rất là dài các bạn ạ. Và nó cũng rất là nguy hiểm luôn á. Em xin lỗi anh trai. Trời ơi, anh trai có sao không vậy anh trai? Ôi ôi, chết anh trai luôn rồi. Vãi thật. Uầy, mình chạy tới đây á các bạn ơi. Đường nó có cát, nó làm mình bị sàn bánh xe, mình không thể nào đánh lái được. Ây da, con xe này vốn được các bạn ơi. Trời ơi, làm sao không có thể cứu được anh trai đây. Hồi nãy mình thấy mấy cục tiện rớt ra ngoài luôn rồi. Ây da, anh trai chết luôn rồi các bạn. Trời ơi, tội nghiệp chú kìa. Em xin lỗi anh trai nhiều nha. Anh trai này là anh trai hả Burger Shot các bạn ơi. Là chuyên á đi thách độ người ta đua ăn tiền á. Lúc nào á cũng có quyền một chiếc xe á, rất là hầm hố vậy nè. Anh đậu đây các bạn ha. Nếu như ai mà muốn chạy với ảnh á, hoặc là thử sức tay nghề hay tay lái gì của mình á, thì có thể tới đây á cá cược với ảnh. Uầy, nhưng mà trời, xe đẹp thiệt các bạn ơi. Mình công nhận cái xe very đẹp luôn á. Mình nó bị mất lái, mình đụng vô ảnh cái nằm xuống dưới xe của mình luôn rồi. Thôi kệ đi các bạn ơi, biết sao giờ. Trời ơi, vậy là mình đã mất một tay đua cừ khồi á ngay chỗ này rồi. Tại cái đường nó có cát trơn quá các bạn ơi. Cát á, nó rớt ra ngoài đường rất là nhiều. Ui, ở đây có anh Bullet kìa. Này, cảnh sát giao thông nè. Ồ, nãy hên quá các bạn ơi. Anh Bullet á, ảnh không có phát hiện ra mình á đụng bên trai kia. Là ảnh phát hiện mình đụng bên trai kia là chắc cũng hơi mệt rồi đó. Đây, đây ở đây có chiếc máy bay nè các bạn. Đó, mình thờ chiếc máy bay này ha. Ui, ê, nhưng mình vừa mới thấy gì á các bạn ơi. Quay xe gấp luôn. Hải quay xe. Hình như mình vừa thấy cái hàng ban ban đỏ đứng bên kia các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đúng rồi, đây chính là ban ban đỏ. Nó đang đứng ở bên kia kìa. Uầy, cái này được ngang. Nhưng mà nó đứng bên đây, còn Doremi với lại hả Suka đâu mất tiêu rồi. Thằng này mất dạy thật, dám bắt cóc hả Doremi với lại hả Suka của mình. Yên tâm đi các bạn, bây giờ á mình sẽ tìm đường á để bắt nó lại các bạn ha. Mình tra khảo nó. Anh em theo tôi, bây giờ á mình sẽ lén lút đi ra đằng sau nó để đánh ngất nó. Không biết đang làm gì bên kia. À, đang đứng hút thuốc các bạn ơi. Uầy, mày đứng đây mà hút thuốc là coi như mày xong rồi đó. Bang bang.
Đây nè. Bàn bàn hả mày, bàn bàn hả mày. Nó sao rồi? Trời ơi, nằm đè lưỡi luôn rồi các bạn ạ. Mày hả mày, mày dám bắt cóc mà Doremi với lại Suka của tao hả? Nằm xéo luôn rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đưa nó vào trong đây để tra khảo nó. Rồi, ok các bạn. Sau một khoảng thời gian rồi bây giờ cái thằng Ban Ban này nó tỉnh lại nè. Thì anh em nè, mày nhận ra của tao là ai không vậy? Bang bang đỏ. Ây da, tôi là ai đây? Tôi đang ở đâu thế này? Mày là bang bang đỏ mà. Mày đừng có giả bộ cho tao nha. Mau khai mau. Doremi, Bazooka, hiện bây giờ đang ở đâu? Ây da, tụi bay là ai? Tao đâu có biết. Ây da, hình như á, tao còn không biết tao là ai nữa nè. Hình như tao hồi chiều đang bị đánh, có ai đánh vào đầu tao. Bây giờ á, tao không còn nhớ gì nữa. Tao chỉ nhớ lại được á, cái lúc đó là tao bị đánh và ngất thôi à. Đây là đâu? Và tao là ai đây? Hả? Tao tên gì? Ê, mày đừng có giỡn mặt với tụi tao nha. Cái thằng ba mang đỏ kia, mày á đã bắt cóc Doremi và Suka của tao rồi, bây giờ mày còn giả bộ nữa hả? Nè, mày có thấy bình ga ở đây không? Nếu á mày á mà không trả lời thành thật, tao á sẽ cho nổ bình ga này. Bây giờ á mày sẽ không còn là ba mang đỏ nữa, mà mày sẽ trở thành ba mang đen luôn á, mày biết không mày? Khai lẹ. Tao nói thiệt, ây da, bây giờ đầu tao vẫn còn đang đau lắm, tao còn chưa nhớ được cái gì đâu. Tụi mày nói Doremi, Soka gì, tao không có biết hai đứa nó luôn á. Còn tao còn không biết tụi mày, tao còn không biết tao là ai nữa mà. Mày tụi bay hỏi vậy, làm sao tao nhớ nổi? Tao bị mất trí nhớ thiệt rồi. Ây da, Doraemon, có khi nào hồi nãy á tao đánh mạnh quá cho nên á là nó bị mất trí nhớ thiệt không Doraemon? Có khi nào là vậy đó Nobita? Tao nói có mình nó à, tụi mình chạy vô á tụi mình bắt được rồi. Mày đánh nó mạnh quá còn chảy cái máu bên kia nữa kìa, nó không mất trí nhớ thì cũng ổn. Ây da, vậy á hả? Chết rồi, vậy bây giờ á bắt cái thằng này á nó cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu, tại vì nó cũng đâu có nhớ được á là Doremi và Sokka hiện bây giờ đang ở đâu. Phải làm sao Doremon? Tuy nó không nhớ nhưng mà tao sẽ biết cách làm cho nó nhớ. Với lại á, bắt nó lại đi. Nếu như á mà nó còn đồng bọn á thì mình sẽ sử dụng cái thằng này á để mình trao đổi Doremi với lại Sokka của mình, mày hiểu không? À vậy hả? Vậy thì ok. Ê nè Bang Bang, mày chịu khó một tí nữa nha Bang Bang, để tao đánh cho mày xỉu cái đã. Xỉu luôn rồi các bạn ơi. Đúng, dễ xỉu luôn á. Đạp cái xỉu nữa rồi. Nãy vừa mới bị mình đánh xong cái mất trí nhớ, bây giờ đạp cái xỉu nữa rồi các bạn ạ. Rồi ok ha, để cho nó vậy đi. Đó, đây là một đống rồi nè. Rồi tụi mình á sẽ đưa nó về, hoặc á là sẽ đưa đi theo các bạn để có thể là tiếp tục á tìm Doremi và Sokka. Nhưng mà Doraemon nó có cách á để làm cho cái hàng bang bang này nó nhớ lại nó là ai và tụi mình là ai, Doremi á và Sokka đang ở đâu các bạn ha. Thì chắc có lẽ là mình sẽ theo kế hoạch đó của Doraemon, làm cho nó có trí nhớ lại trước đã. Rồi ok, và như vậy thì cái phần 3 này của tụi mình nó đã tìm được và bắt được cái thằng bang bang đỏ rồi các bạn ha. Mở ra manh mối tụi mình có thể tìm được là Doremi và Suka của tụi mình. Và nếu như các bạn thích video này của mình á thì các bạn hãy nhớ cho mình một like và subscribe ha. Nếu các bạn có ý kiến là có yêu cầu gì thì các bạn comment ở bên dưới nha. Ok, còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.